Tiếp tục những diễn biến tiếp theo của quá trình xử lý vụ án cướp tiệm vàng tại Huế, mới đây công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Quốc, 38 tuổi, trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra về hai tội danh: cướp tài sản và chiếm đoạt sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Điều đáng nói là sau khi bị bắt giam, đối tượng Ngô Văn Quốc đã viết thư gửi lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên Huế, bày tỏ ngay sau khi xả súng gây ra hai vụ cướp tiệm vàng chỉ trong vài phút, tâm lý cô Y bất ổn, hoảng loạn nên có ý định tự vẫn. Tại cơ quan công an, Quốc bước đầu khai nhận, tại thời điểm gây án, Quốc là cán bộ công an đang công tác tại trại tạm giam Bình Điền, Bộ Công an với quân hàm đại úy. Do có nhiều bức xúc trong cuộc sống và công việc, tâm lý bất thường nên vào chiều 31 tháng 7, trong lúc được phân công trực các đơn vị, đối tượng đã chạy xe máy mang theo súng AK lấy từ đơn vị về chợ Đông Ba để nổ súng cướp tiệm vàng. Một cán bộ điều tra vụ án này cho biết, sau gần một tuần bị tạm giữ tại trại tạm giam công an tỉnh Thừa Thiên Huế, tâm lý của Ngô Văn Quốc dần ổn định. Đối tượng đã nhận ra hành vi sai trái mà mình gây ra. Quốc rất hối hận và viết một bức thư nhờ cán bộ điều tra gửi đến lãnh đạo công an Thừa Thiên Huế. Trong thư, đối tượng Ngô Văn Quốc bày tỏ, ngay sau khi xả súng gây ra hai vụ cướp tiệm vàng chỉ trong vài phút, tâm lý của y bất ổn, hoảng loạn nên có ý định tự vấn. Tuy nhiên, sau khi được Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng như một số cán bộ Công an tỉnh này trực tiếp thuyết phục, kịp thời nắm bắt tâm tư, đối tượng đã không còn suy nghĩ tiêu cực. Lúc này, đối tượng đã quyết định buông súng để ra đầu thú. Trong bức thư, đối tượng Ngô Văn Quốc còn hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt và nhất định sau này sẽ làm người lương thiện. Theo ghi nhận, đến sáng mùng 6 tháng 8, cả hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi, chợ Đông Ba, thành phố Huế mà Ngô Văn Quốc nổ súng cướp vàng đều mở cửa trở lại hoạt động bình thường. Cơ quan điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực phối hợp với Huế S, Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế để có biện pháp buộc người dân nhặt vàng, tăng vật của vụ cướp, khẩn trương giao nộp lại cho cơ quan công an phục vụ điều tra vụ án. Sau khi khởi tố, cơ quan cảnh sát điều tra công an Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành giám định tâm thần đối với Ngô Văn Quốc. Thời gian giám định kéo dài khoảng gần 2 tháng. Vụ việc diễn ra quá nhanh và diễn biến tâm lý của đối tượng cướp tiệm vàng cũng thay đổi đột ngột. Việc giám định tâm thần kẻ cướp tiệm vàng này sẽ giúp lực lượng chức năng tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến sự manh động của đối tượng